Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, gầm cầu vượt tại nút giao IC19 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 4D thuộc địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, bãi trông giữ xe, rác thải xả bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý để trả lại mỹ quan cho khu vực này. Theo quan sát, tại khu vực dưới gầm cầu vượt đã bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, nước giải khát, đồ ăn vặt. Vào các buổi trưa và cuối giờ chiều, nơi đây tập trung rất đông khách đến đậu đỗ xe, lấn chiếm lòng lề đường để ăn uống, rồi xả rác bừa bãi ra đường. Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã cũng đã rất nhiều lần để yêu cầu thành phố là phải dẹp giải tỏa cái khu vực này và giao cho sở giao thông để tiến hành làm cái hộ lan. Thế tuy nhiên để trong quá trình làm thì đến thời điểm mà trước ngày 20 tháng 12 vẫn không giải quyết triệt để được. Môi trường thì trồng xong cây thì là dân chúng lại phá. Thế thì bản chất của vấn đề ở đây là cái việc vi phạm hành lang, không có quy định nào cho nhân dân để bán hàng ở dưới gầm cầu cao tốc cả. Để đảm bảo an toàn cho kết cấu công trình, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, xây dựng hộ lan đảm bảo an toàn giao thông khu vực gầm cầu chui tại nút giao IC19 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 4D. Các lực lượng chức năng sẽ tiến hành giải tỏa cưỡng chế vi phạm hành lang và thi công rào chắn bằng tôn hộ lan bảo vệ khu vực gầm cầu. Cơ bản thì rào xong cái phần tuyến đường hành lang hai tầng. Thế nhưng mà còn là bước thứ hai là bước trồng trồng cây, bước thứ ba là phải duy trì, mà cái việc duy trì cái trật tự ở đây là phải thuộc trách nhiệm thành phố và trách nhiệm của công an nhân dân xã Đồng Tuyển, chính quyền địa phương xã Đồng Tuyển và cũng như là công an xã Đồng Tuyển. Đấy là những cái việc. Thế và chúng tôi cũng hy vọng là sau cái đợt giải tỏa đợt này thì cái khu vực này nó sẽ trở thành xanh sạch đẹp và bảo đảm được cảnh quan môi trường. Sau khi tiến hành cưỡng chế giải tỏa vi phạm và thi công xong hạng mục rào chắn, đơn vị quản lý giao cho công ty cổ phần môi trường đô thị trồng cây xanh vào khu vực này, sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý, không để tái diễn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông.